Hello, xin chào các bạn đang xem kênh Lightvspy Moto Vlog. Ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách tháo cái cụm bơm xăng cũng như là cách thay cái lọc xăng trên chiếc Honda Lead 110 và cũng như là cách lắp ráp làm sao cho đúng kỹ thuật để không có xảy ra những cái sự cố trong cái quá trình lắp ráp thay thế nha các bạn. Trước khi mà tháo cái cụm bơm xăng thì mình cần phải biết là tháo những cái ốp nào để mình tiếp cận. Thì ở đây các bạn sẽ tháo cái phần ốp nền nè, ốp bên hông và cũng như là cái phần che ngay chỗ cái buri các bạn ha. Đó, đây là ốp bên hông nè. Ở đây nó có một vị trí con ốc, phía trước này có một cái vị trí con ốc và ở phía sau này cũng có một cái con ốc. Rồi chúng ta cùng bắt đầu. Thì video này mình chủ yếu là mình quay cái quá trình mình làm để cho các bạn xem và giải trí. Những cái nào quan trọng mình sẽ note lại để các bạn dễ quan sát theo dõi nha.